Chú thanh đèn thì bên kia của chú anh chị à. Đây để mình quay cho bà cô. Đây nè, chú thanh đèn đang đi bên đó của chú anh chị. Thấy không? Đó của chú anh chị. Sao anh? Cái gì đưa hả? Anh tặng cho quan hồn quý của chú anh chị thì Duy Minh đã đem xe của chú thanh đèn lớn nhiều của chú anh chị ơi. Nè của chú chị ấy đá rồi, để mình lấy đá rồi bỏ vô heo của chú chị cho bà con đó. Chào cô. Chú thanh đèn lên, xe của chú thanh đèn lên của chú chị ơi, bỏ đá vô. Cảm ơn nha, cảm ơn tài cho chú hả? Đây uống nước bỏ đây. Mới tới hả cô? Đi hả? Biết rồi. Chú anh đèn lên, chú đứng bên bên kia rồi. Rồi. À, xe của chú anh đèn vô của chú anh chị. Ừ. Nhà của chú lên đây. Đó, mình đem đá vô của chị Như á, của chú anh chị. Đủ rồi. À, để mình nước đi tính vô giùm em giùm anh chú Tiểu. Ừ. Không của chú anh chị ơi. À, cô mua cho chú Tiểu. Cô mua thì nhận đi. Alo. Alo. Chú thanh điền vô. Chú thanh điền vô nè. Chú thanh điền lên. À, chú thanh điền lên nha quý chú chị. Con chào chú. Nay mình lên đây để mình lấy trái cây cho cô thanh Vinh Huệ hả chú? Dạ. Chú anh chị bên kia thì quá trời đông bà con cô bác cô chú anh chị ơi. Nè bà con cô bác em bệnh quá đông luôn nè. Thấy không? Lên là phải nói luôn từ sáng giờ luôn quý chú anh chị rất là đông luôn. Bà con đến đây viếng mộ của chú. Và cũng đi qua bên đây cũng thắp hương cho cô thanh Vinh Huệ luôn quý chú anh chị. Cô đây là cũng là người nhà của là cô thanh Kim Huệ của chương trình. Hoa cô đem hoa nhang nè, rồi đem bánh rồi hoa lên. Cô cái này con có mong mình giờ mình cắm thêm hoa hay sao cô? Đem cây lên trồng luôn ha. Dạ đây. Dạ 10 giờ lên trồng lên cho nó đẹp. Chú chị. Anh. Ơi mà, chú đưa giùm cái bịch bánh canh. Bánh canh hả? Bánh canh cho anh. Chú thanh đèn thì bên kia của chú anh chị à. Đây để mình quay cho bà cô. Đây nè, chú thanh đèn đang đi bên đó của chú anh chị. Thấy không? Đó của chú anh chị. Sao anh? Cái gì vậy? Tặng cho anh đó hả? Tặng rồi chiều nay anh trúng rồi sao? Trúng chắc anh đi làm từ thiện ở đây luôn à. Ngay chỗ này hồi hướng cho chú. Mong là trúng quý chú anh chị. Mình cũng ít mua lắm mà mình mua những người nghèo không à. Anh tặng cho em phải không? Dạ em cảm ơn anh ha. Trời ơi chi người tờ tờ hết quý quá quý chú anh chị ơi. Ờ đúng. Anh yêu anh nói cái thùng hơi nhỏ. Nhưng mà nói chung là gì cũng mà nhờ con cái là hai thùng nè. Ừ. Hai thùng cũng được, thấy không? Thấy em tính mua có một cái này mà sớm giờ sớm giờ là ấy cho bà con người khát nước lắm nhưng mà chưa uống. Thì nào mà nghỉ video mới uống được. Rồi đang quay không uống được.
Quá wow, quý ơi, cô chú anh chị ơi, bà con đến là liên tiếp vô đó. À, bên này cũng có mấy cô rồi đến nè. Chào cô. Chào mấy cô, chào đại gia đình. À, quá quá đông bà con đến nè, quý cô chú anh chị ơi. Cô chú đi bên đây kìa kìa. Đi vòng bên kia. Ờ, à, cái bàn. Ủa, mình mới mua thêm hai cái bàn nữa anh. Gì hả? Ai? Chỉ ship ghế ngay ngắn lên anh. Không, em không thấy anh bán phơi mà thấy anh là tấu hài rồi đó. À, mà quên nữa anh, cái bàn này là của vị khán giả nào anh? Sina Thanh hả? Sina Thanh, mấy hẹn mình lên cái kênh đó. Gì hả? Ồ, vậy mình cũng rất là cảm ơn chị Sina Thanh nha. Sina Thanh đã mua hai cái bàn. Rất là quý luôn quý chú anh chị ơi. 90 ngàn cái à? 90 ngàn nhưng mà nó tiện có cái là nó để được nhiều đồ ha. Nhiều đồ. À, cũng được. Quá quý chú anh chị ơi. Để mời bà con có hết nước là uống nước suối nha, nước suối này là suối miễn phí á, của là chị Như ở Tây Ninh gửi cho con là mua với cái anh này mới biết rồi. Anh cũng mua một thùng nữa, có nước rồi anh, ba thùng luôn. Cái anh này là gửi một thùng nè, rồi chị Như hai thùng. Nước này là nước suối tốt nha, ấm lạnh á. Abavina nước tốt luôn á. Hay là mà mình mua chai nhỏ đi mình, thứ nhất là mình để nó Nó gọn không? Mà uống vừa hết luôn không? Rồi ok. Biết sao? Hồi sớm là hết rồi, chỉ còn cái loại này không à. Cho nên là em mới mua. Ờ. Đâu anh uống thử một cái rồi. Ờ. Đấy em cũng uống thử coi. À, bên kia thì ôi, gia đình của chú Thanh Điền đến kìa. Đó. Chưa mới đến mà sao về được anh? Chú Thanh Điền ra chưa? Chưa, ổng đi vòng bên kia rồi. Chưa. Chưa được. Ờ đúng rồi đó. Ông đi sao anh để nước lạnh gì cho nó mau lạnh, nếu mà bỏ đá vô thêm á thì nó không có để cho chai nhiều được. Có muốn em khui cái này ra anh bỏ vô thêm nè. Em khui cái này ra thêm. Cô nước cô. Má cô chú gì biết không? Khui giùm anh luôn coi em trai. Cô giùm anh luôn á. Cô giùm nha, tại nhà đi mình. À, cảm ơn. Khán giả bên cô em kia mua 2 thùng luôn nha. Ừ. À mai em mua thùng bự nha. Nếu mua thùng bự nha. Ờ anh nếu không mình mua thùng sớm á. Thùng sớm mấy chục ngàn anh bự kia đây nè. Em mua hồng nhãn thôi, đợi mấy hồng nhãn đợi tí. À đúng rồi. Mua thêm cũng được. Cho mình mua bao đá mình ướp. Sao bỏ được em? Của khán giả mà sao bỏ được? Đúng rồi, khán giả mình. Chỉ mua thêm thôi chứ không được bỏ. Ủa? Anh toàn rồi. Kéo ấy tứ ấy gì vậy? Tứ mộ cái gì vậy? Rửa mộ phải không? À. À, đúng rồi, mình mua chai nhỏ đúng rồi quên. Chai nhỏ đúng rồi hả anh? Đúng rồi anh hàng á. Mình mua chai nhỏ lý hơn. À, hợp lý. Dạ đúng rồi cô. Mua chai nhỏ hơn tiện hơn. Dạ. Bắt nữa. Nãy là anh chạy xe anh đem đá vô đây luôn nha, anh để đỡ ở đây ha. Mới bò hả? Dạ, dưới đó nó lạnh rồi cô, ở đây lạnh rồi đó. Uống đi. Quá quá đông bà con luôn, quý cô chú cũng vậy thôi. Ở bên kia thì bà con rất là đông ở bển kìa, thấy không? Bên đây thì gia đình của cô Thanh Kim Huệ đó là bà con. Ừ. Chào con. Đâu phải anh? Em hả? Đâu phải. Là cái gì của tôi gọi con? Người nhà thôi. Cô đây là gì gọi cô tên là gì luôn á? Gì được hả?
có thêm cái gì nữa. Để con biết tiện rồi sẽ thôi, con xin lỗi nha, con không nhận con. Ở ngoài kia bà con đến rất là đông luôn quý chú vị. Đang đi ngoài đi lớp kia nè. Hôm nay là ngày lễ mà. Như cô chú về biết hàng năm. Hôm đó hôm nay ngày lễ là chắc là sẽ có người nhà. Hôm nay thấy từ khi mà mẫu của cô Thanh Nguyễn Huệ để cái hình nó vô thì nhìn thấy nó đẹp vậy ha. Đúng không? Nó sang. Mà thêm cái là tại vì biết sao nổi con gái là cái chữ nó mình sơn màu vàng lên đó. Nó nổi vậy. Nổi lên dát vàng vô nó nổi. Màu vàng đông á. Rất là đẹp. Nhìn thấy nó im. Nói gì ta chưa hiểu. Hình như là cái bản nhạc này là bị bản quyền á anh ơi. Bản quyền quý chị ơi tắt cái này. Trước khi cô chú anh chị ơi thì mấy cô cũng đang làm hoa. Thì lâu lâu thì gia đình cũng hay đến đây để là dọn những cái hoa mà héo á quý chú vậy và lau lại những cái ly hương cũng như là dọn mộ cho nó sạch ly và sau đó là thắp những cái hoa lên nè rồi hương rồi trái cây rồi xong rồi gia đình sẽ về thì thường lâu lâu khoảng một tuần ít nhất là một tuần là cô chú sẽ lên đây để là lau mộ hay quý chú vậy. Trong là chú là một người rất là yêu thương vợ cho nên là chú có biệt danh là nổi tiếng là yêu thương vợ không biết gì bà con ai cũng biết hết. Hôm nay để Duy Minh đi chuyển qua bên đây tại ngay trong chỗ này là ngay cái lo không biết chú anh chị cho nên là Duy Minh phải nói cố gắng nói nhiều vô để cho không có bị cô cho con hỏi cái ý kiến cái hả cô. Thấy bà con mà mua ghế nè với là mua nước gì là thì cô có cái cảm nghĩ như thế nào cô có thể chia sẻ. Cái này là khán giả mua mà. Dạ khán giả mua phải không? Dạ đúng rồi khán giả. Đây là chị Như ở Tây Ninh. Cái này là quá tốt rồi rồi. Dạ. Đi lên thăm mộ chú còn có nước uống nữa nè, có bánh anh nè, có ghế ngồi, có ghế ngồi luôn mà mát nữa không? Quá sung sướng luôn. Còn bên kia thì có hoa rồi mộ chú là ngắm cảnh luôn, quá hạnh phúc luôn. Quá có đẹp luôn rồi. Thì nói chứ chị thất lên thất thứ 8 mà chị lên là hết 5 thất rồi. Dạ đúng rồi thất thứ 8. Hôm qua là thứ 8. Hôm nay là như con nhớ là 56 ngày rồi đó. Thất thứ 8 rồi. 56 ngày. Tuần qua là tuần thứ 8. Dạ. Mà chị lên đây hết 5 tuần rồi. Dạ đúng rồi. Rồi 8 thất mà chị lên đến 5 thất rồi. 5 thất rồi. Chị 5 thất rồi, còn 3 thất chuẩn lên. Chị mai mốt mà xây mộ nữa chắc chị lên hoài luôn á. Chị còn biết ngày 24 tôi xây mộ đó mà. Nhiêu? 24 tháng 4 phải không chị? 24 phải không? Sao chị biết hả? Bữa chị nghe Hùng Loan ai nói á. Nói là nói ở đâu chị? Nói đây nè, nó là 24 gì đó thì là xây mộ. Chị Loan nói hả? Phải không? Chính xác không nha? Bữa chị nghe đây nè. Thế là chị nói, chị Loan nói với ai á? Tức là nghe nói mới chú mà quay rapper nói á là 24 xong rồi còn mang cái tượng ra nữa mà. Trời, 24 tháng 4 chị fan cứng mà. Ủa bữa nay là 30 tháng 4 rồi chị. Âm mình chưa ai tính thế này. Ờ ngày âm hả? Người ta tính âm ai tính tây luôn mà. Phải không? Dạ con là Duy Minh. Thế bộ tính âm chứ đâu có tính tây được. Thì là cái ngày chính thức là 24 chị, ha. Chị nghe nói 24 tháng 4 á. Chị dạ. Cái ngày rồi xong còn mang cái hình tượng chú ra nữa mà. Gì hả? Wow. Cái hình tượng này con thì con không biết nha. Ờ, chị thấy cái hình tượng đẹp lắm. Đẹp không? Đẹp. Ủa chị quá giống luôn. Ủa quá sao sao luôn. Chị thấy cái hình tượng nó ở đâu chị? Cái chị này cũng còn trẻ tuổi rồi quý chú chị, nãy giờ mình xưng hô cô không nhưng mà thấy chị cũng còn trẻ tuổi. Dạ chị hôm nay bao nhiêu tuổi rồi đừng biết xưng hô tên coi. Thấy cái trẻ quá. Chị đi. Dạ thấy kêu cô kỳ quá à. Chị 28. Có chú Thanh Điền tới kìa. Có chú Thanh Điền tới quý chú vậy. Nè. Wow. Chào chú á. Chào chú. Hôm nay là có duyên gặp chú nữa quý chú chị ơi. Hôm nay là anh em đang rửa mộ. Đó. Chú lâu lâu là khoảng một tuần là chú lên đây à. Chú lên mà thăm mộ của cô và rửa cho sạch xong rồi đó là sẽ dọn hoa với là trái cây cúng của chú chị.
khán giả hâm mộ fan của chú quý anh chị ơi, fan của chú Thanh Điền cũng như là cô nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ của chú anh chị. Dạ. Nay sao mà cái lo nó càng ngày càng lớn hả anh? Đúng rồi, cái lo nó to. Nãy nhỏ sao càng ngày càng lớn rồi ta? Hình như camera thấy mấy anh em mình đang quay á. Tăng lên đó. Tăng lên hay sao? Như là tuần nào á là chú cũng đều đi lên đây đúng không? Hình như là ít nhất là phải một tuần là phải lên. Có khi hồi trước kia là có thể là tuần chú lên hai lần luôn. Cái hôm anh kể nghe cái hôm mà ngày 7 tháng 3 cái ngày mà chưa cái lúc mà cái nào có việc rồi nha. Dạ. Chú có còn năm còn ở dưới nhà. Dưới nhà ha, là chú đã lên anh rồi. Anh kể anh lên anh mang cái bộ anh có việc nha. Thấy cậu chú sẽ điền ấy. Chú có món quà lên tặng cho ba cho chú cho cô ha. Cho cô. Bữa đó em biết mà, em thấy mà. Bữa đó em thấy mà. Nói chung là chú hay thường lên đây lắm. Cứ ít nhất là phải 1 tuần là có lên. Đúng rồi. Mình ở đây 24 mà. Đúng rồi. Ở đây trước mình quay nói chung là mình không ở đây mình cũng đâu có dám mà giật tích đâu. Chung có sao mình đang vậy đi. Đúng rồi. Mà thấy cái hình trong cái bữa tường là hình như là lá nha đẹp. Thấy không? Cái hình này rất là đẹp ha. Nói chung là khán giả mà đi đến đây quyến mộ chú Linh đó cũng đều đi qua đây để là thắp hương cho là cô rất là quý luôn. Người qua đây rồi đó, trong 6 người đó là có em nữa đó, tại vì em là sáng đâu chiều đâu. Có bà con đến đây đốt một lần thôi chứ vì mình là đốt qua 2 lần luôn quý chị, đốt hương đó sáng với buổi chiều. Hương là kính lễ cô cũng như là tất cả các nghệ sĩ ở đây luôn quý chương trị, mà mình đều thắp hương. Dạ con cảm ơn cô sáng đó, dọn những cái hoa mà nó bị úa quý chương trị và thay vào đó là những cái hình như là cô mới tỉa thêm những cái hoa mười giờ. Thì mấy hoa 10 giờ của chúng chị nó sẽ tạo thêm cái nét đẹp trên ngôi mộ của cô. Đó, nó rất là bình dị. Đó, những cái hình ảnh của chú đang như là từng nào chú lên chú cũng đều là lao mộ của cô hết. Nhưng mà mấy anh em hao viên cũng lâu lâu là cũng rửa ha. 2-3 ngày thì ngày nào rửa bạn. Ngày nào rửa mà. Không có rửa thường nhưng mà lâu lâu là rửa lần nó thấy dơ là rửa chơi liền á. Đang kéo nước nè quý chương trình. Rửa. Có rửa đâu quý chương trình. Cũng rửa mấy ngôi mộ bên đây luôn quý chương trình. Chú Hoài Sa nè. Chú Thanh Tú. Anh Tú thì cái bữa mà đợt mà đại lễ á, đại lễ cô Siêu là người nhà là cô Liễu á, cô Liễu lên đây. Cô Trang Bích Liễu. Trang Bích Liễu là vợ của chú Anh Tú á. Cái hồi chú Anh Tú mắc anh quay mà. Vậy hả? Cô Trang Liễu rất dễ thương nha, anh quay xong là khuya có 11, 2 giờ là có mời. Cô còn trẻ khô hả? Cô còn trẻ khô hả? Cô mời cô rất gần người và cô cháu ngồi tâm sự nói chuyện rồi. Về bắt tay rồi cô rất là dễ tin nha. Đúng rồi. Cô Trang Bích Liễu. Mà cô còn trẻ quá ha. Cô còn trẻ khô à. Anh rất ấn tượng về gia đình cô ta có liệu rất là dễ thương. Nói chung là chú Thanh Điền là một người là nghệ sĩ là rất là yêu thương vợ của chú chị. Đó. Nên là trước khi mà chú lên mắt á, là chú cũng đi lên thường xuyên lắm quý chú chị. Cứ khoảng tuần là chú lên thôi. Ở đây thì cũng có mấy cô đây là bên bà con cũng như là người nhà của là cô với chú cũng hay, mấy con này cũng hay lên đây lắm quý chương trình. Sau khi chú lao xong thì mấy cô dọn hoa và bánh ra và
sẽ thắp hương cho là cô Thanh gọi xong rồi sẽ đi về với chương trình. Thì thường lại thì là như vậy, bà con dẫn đến đây rất là đông đúc. Ở bên kia tại vì mình đi qua bên kia cho bà con bác xem ha. Chào em gái, sao mà thở dữ em? Quen không? Quen mà. Hồi hổm hình như là em gái lên ca một lần đúng không? Đúng không? Em gái này lên một lần rồi. Bốn lần hả? Nhưng mà anh thấy em có một lần hả? Tại vì anh thấy lần anh nói một lần ha. Còn em lên bốn lần là anh không thấy. Ba lần. Có cái mâm đó em. Hả? Đây nè nè. Mâm đây nè em. Có nước á, mình rửa nước. À, bà con đến đây vẫn đông đúc quý chương trình. Ồ, kinh khủng luôn, giờ không có chỗ chắc con quý chương trình thấy không? Đó. À, để đi qua đây. Đó, có ghế ngồi cho cô bác. Rất là cô chạy cho em hỏi là khi mà mình đến đây mình quyến mộ chú á, mình có ghế ngồi nè, có nước uống nè, rồi cảm giác của chị như thế nào chị? Tuyệt vời lắm. Tuyệt vời lắm. Ờ, nó tuyệt vời lắm. Nó sung sướng, con người nó trong lòng nó phấn khởi nó sao sao á, tới đây bởi tới nãy giờ lâu lắm rồi mà chưa chịu về nè. Chị có uống nước chưa? Uống rồi, ăn rồi luôn. Uống rồi. Bà con đến đây là có nước uống nè, có ghế ngồi. Rồi có là bánh ăn nữa nè. Tiền quà luôn á. Ghế này là của chị Hồng Ngọc là mua nè, là nhờ em mua á, hai lần 10 cái. Còn nước thì chị Như nhờ em mua, hình như là ba mấy lần rồi đó, ba bốn lần rồi đó. Đó, chị Như ở Tây Ninh rất là quý luôn, quý của chúng chị ơi. Dạ đúng rồi chị, ở đây tối ngày. Dưới là chị có coi cái clip không của em nào mà thấy có quay cái người phụ nữ với người đàn ông mà chở cái ảnh đi á? À, để em đính chính lên cho chị luôn. À, cái ảnh đó là người quen của nhà của là chị Hồng Loan, người nhà của chú Linh, là người ta đã sinh rồi chứ không phải là người ta lấy ngang. Người ta cũng có báo cáo bên bảo vệ rồi, chú Tiểu cũng báo cáo bên bảo vệ. Vậy YouTube đăng cái đó là trộm trời ơi, đăng tàu lao. Đăng ai đăng chị bà. Không biết chị, không có coi tên mà. Đâu phải chị, cái đó là chú, cái đó là cô chị Hồng Loan. Hôm qua em nghe nói luôn, nói nhỏ nhưng mà em không có nói. Hôm nay là thì cái anh nào đăng thì em biết, nên là em đính chính là luôn. Là dặn với là chú Tiểu là để cái hình đó là cho cái chị đó sinh rồi, cho nên là chú Tiểu cũng báo cáo bên bảo vệ của người ta rồi. Vậy mới cho được ra chứ không mới là bảo vệ nó chặn nó rồi. Đúng rồi. Dạ. Phải vô đây dễ. Cho nên là đính chính là cái không phải là tấm hình ăn cắp nha. Nó có người ta sinh rồi. Dạ dạ. Em thì chưa biết cái kênh nào hết nhưng mà chị em không có coi cái dạ. Tên. Không mới. Không phải hồi sáng chị. Hôm qua. Hôm qua hả? Tại nó đăng hồi sáng chứ thật ra là hôm qua. Dạ đúng rồi, hồi sáng nay đâu có đâu, đâu có hơn đâu. Chỉ lên hôm qua. Chị nói mày đúng thức là em coi hàng ngày luôn á. Chị coi mà chị biết chơi kênh không? Em là kênh Duy Minh á. Duy Minh hả? Duy Minh Vlog chị. Dạ. Chị coi mà chị có nhớ tên kênh không? Đó là cái gì Tài 66 Vlog. Nhiều lắm, chị coi nhiều dạ. Kênh, cái nào miễn có Vũ Linh dạ. Chị coi à. Có Vũ Linh rồi coi không? Ừ, cái nào chị cũng coi hết á. Dạ. Trong mà chị. Bên của em cũng chị cũng có coi nữa nè. Gì hả? Coi mỗi ngày luôn. Dạ. Đấy, nhà vệ sinh là bên đó, đó chị, bên cái nhà chờ đó. Nhà chờ kia. Nhà chờ đó. Thấy không? Cái nhà chờ cũng nằm dưới hồng. Rất là đông luôn. Chú đang điền đang cúng mà quý cũng kìa. Đó, trời ơi, ở ngoài kia thì quá trời nhiều xe luôn.
xe du lịch không quý chú anh chị, bà con đi vô mà nhóc hết. Đó, phải nói là đến bây giờ những cái tấm chân tình của tất cả bà con cô bác gần xa rất là quý báu luôn quý chú anh chị ơi. Còn bên nhà chú thì bên kia thì cũng rất là đông anh rất em đông. Đi qua đi lại cập nhật cho bà con cô bác nha. Đó. Đó. Chú đang cầu nguyện quý chú anh chị. Kia thì nhạc nhiều quá cho nên là mấy anh em phải nói lưng phiên để là chèn ép cái tiếng nhạc quý chú anh chị để nó bị vẫn quyền á. Em gái làm sao với chú không? Em gái quay chuẩn lắm nha. Chứ chắc lát anh quay anh cũng đó mà. Có không? Ừ, anh có mà anh muốn chơi chứ đâu. Cái này OB6. Cái gì? Anh mua 3 triệu 8. Gì hả? OB6. Đi đi đi. Nếu có phần mềm nữa mình quay đẹp. À. Phần mềm quay nó ảo quá anh quay á. Sao phần mềm nó trợ có phần mềm riêng luôn. Dạ. Trợ giúp hình ảnh hay sao? Đúng rồi. À. Nó rất là đẹp. Nhưng mà thích quay camera chính của Samsung. Đó. Chú điều hòa thấp hương bên mẫu của chú Vũ Linh với chú anh chị rồi. Sắp lắm nha cô chú. Nếu đi qua thì phải nước rồi. Chú cho con chụp coi hình đó chú. À. Chú mẫu mẫu ra con chụp cái được chưa? Cái rồi chú. Đúng rồi. Quá đẹp trai. Nói chú còn phong độ lắm rồi quý chú chị. Chúng mấy anh em cũng đăng cho nó bình thường ha. Đừng có giật tích chú tội nghiệp, chú mất công nữa. Nói chung là tội nghiệp chú, mấy có một số anh em đăng cho nó đúng. Chú đi qua. Đông lắm nhưng mà chú bây giờ phải qua luôn á. Chú đứng ở ngoài. Anh ơi. Cô đang thắp hương cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý anh chị. Đó, chú đang chào. Cảm ơn chú. Chú ơi chúc là chú Vũ Linh về nữa an lành, về cõi tịnh độ quý anh chị ơi. Chị đang ở dưới biến hả? Nói chung mình cũng có nhiều câu hỏi để hỏi chú lắm quý chương trình nhưng mà nhiều anh em YouTube quá hỏi cho nên là Duy Minh cũng ngại thôi, để cho mấy anh em nhường mấy anh em hỏi đi. Mình cũng có nhiều câu hỏi muốn thắc mắc cũng muốn hỏi nhưng mà mình ngại. Hả? Quay thôi mình hỏi. Hỏi nhiều quá chú cũng mệt ha. Nói chung là mình quay hình ảnh của chú cũng được rồi. Chú hỏi quá cũng làm phiền chú đang cúng thắp hương cho nên là hỏi nhiều quá cũng làm phiền. Chú nào luôn á, em có hỏi rồi. Chú đưa đi anh quay cho anh. Có một số hổm có mấy anh này hỏi cái hỏi đó, hỏi cũng như hỏi tầm bậy quý chương trình. Đó thôi nên mình thấy gì đâu thôi, tốt nhất là đừng có hỏi. Cảm ơn anh nha.
chú Hài Sa. Xong rồi qua đây chú sẽ thắp hương cho chú Thanh Tú, chồng của cô Trang Bích Liễu quý chú anh chị. Đó, quý chú anh chị chưa? Không ngẹt người luôn quý chú vậy. Nó nổ cái giếp lào mà lọt nước á. Giếp lào lọt nước nổ lắm cô. Nước phình phình luôn á. Phình. Dạ. Không còn lâu quá, có cái sống con là mới hả con? Cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi, cô nghe nè. Cô nhan đẹp với cô. Tiếng hoa. Tiếng nho. Chú chưa rồi. Đúng rồi. Hay là ổng thỏ đâu quý chú chị ơi. Sạch sẽ. Cây mai. Thì được ha. Chưa đôi phút mà được ông nội. Mất 16 phút rồi hả? Quý chú chị ơi. Ờ, anh là dư đó. Bắt đầu quý luôn quý của chú chị ơi. Dạ. Không phải, không phải anh ơi. Em là Duy Minh. Không phải thằng chàng anh. Thì chú hỏi mày là cái gì à? Hay à? Đây là thằng chàng phải không? À, chú lên xe gì của chú chị ơi. Rồi chúc chú là thượng đồ bình an, gặp nhiều may mắn. Dạ. Anh néo qua bên cho chị này quay nhé. Không quý chú anh chị. Rồi giờ chú là lên xe, chắc là mình nghĩ là đi về á quý cô chú anh chị. Thường á thì chú đến đây người nhà sẽ làm dọn dẹp những cái hoa mà bị úa xong rồi á là sẽ thắp hương và dọn trái cây ra để thắp hương, xong rồi chú sẽ đi một vòng thắp những cái người nghệ sĩ kế bên, xong rồi chú sẽ lên xe chú về quý chú anh chị. Dạ, video đến đây thì Duy Minh cũng đã dài rồi quý chú anh chị ơi. Mà chú cũng đã về rồi, rất là đông bà con cô bác đến đây viếng quý chú anh chị, thì Duy Minh cũng xin là kết thúc tại đây thôi. Và trước khi kết thúc thì Duy Minh cũng xin chúc cho tất cả bà con cô bác 30 tháng 4 1 tháng 5 là một ngày để cũng khá lớn, miền Nam thì hoàn toàn giải phóng quý chú anh chị. Chúc cho bà con cô bác được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, những người có đạo thì tu hành tinh tấn quý chú anh chị. Còn bà con cô bác mình thì được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc quý chú anh chị. Xin chào bà con, hẹn bà con lên một cái video tiếp theo ạ. Nếu thấy video hay thì cho Duy Minh một like, một đăng ký và một chia sẻ ha quý chú anh chị.